Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình với Quốc đang có mặt tại khu vườn trồng tiêu của nhà bác Tư mình. Tiếp tục trong video lần này thì hôm trước bọn mình có quay cho các bạn xem về khu vườn của bác Tư mình về các loại cây ăn quả, và bây giờ thì bọn mình sẽ quay cho các bạn xem về khu vườn trồng tiêu tại nhà vườn của bác Tư mình. Bây giờ mình với Quốc sẽ quay cho các bạn xem về đây là khu vườn trồng cây tiêu tại nhà vườn Bắc Tư mình nè các bạn. Thì quê mình là tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nên là tiêu Tiên Phước là một loại tiêu rất là có giá trị trên thị trường các bạn. Và tiêu Tiên Phước thì là một loại tiêu rất là ngon, và tiêu Tiên Phước là một giống tiêu đặc sản và xuất khẩu nước ngoài luôn các bạn. Đây đây là vườn tiêu mà bác mình đã làm rất là lao kỳ công các bạn. Đây là tiêu xanh Tiên Phước này các bạn. Giờ là tiêu đã ra rất là nhiều chủng luôn này các bạn. Tiêu này chúng ta có thể là nếu mà các bạn ăn thì các bạn có thể ăn để tiêu xanh vậy, và ăn rất là cay và rất là nồng, rất ngon. Còn nếu mà có được điều kiện thì các bạn có thể để cho phơi tiêu khô và bón cũng như là xuất khẩu nước ngoài cũng được các bạn. Vườn tiêu của Tư mình thì rất là rộng, và trên đây thì có đủ nguồn nước để tưới. Đây là những trái tiêu, nó là một dạng thân leo, nên là những trái tiêu thì tương ứng với lại những cây được chúng quấn lên mình nữa các bạn. Đi xuống đây các bạn, đi xuống đây. Giờ thì đang là buổi chiều, nên là tại khu vườn này có mặt trời đang chiếu vào rất là đẹp luôn các bạn. Thì mô hình của nhà bác Tư mình là vừa kết hợp trồng cây ăn quả và khu vườn tiêu các bạn. Rồi rau nữa chứ. Rau cây ngắn ngày. Đây là những trái tiêu lên rất là xanh, và những chuỗi hạt tiêu này các bạn. Đây, đem quan sát cho các bạn xem này. Đó. Tiêu này là tiêu xanh Tiên Phước, không thuốc từ sau nha các bạn, nên là bên dưới gốc tiêu thì bác mình cũng vuông sới dưới này rất là kỳ công để cho cây tiêu này phát triển tốt đó các bạn. Những trái tiêu phía trên này nó đang phát triển nè các bạn. Tiêu Tiên Phước này rất có giá trị về kinh tế tại địa phương mình. Trên thị trường bây giờ thì có rất nhiều là tiêu các bạn, có thể là tiêu Thái Lan, nhưng mà tiêu Tiên Phước Quảng Nam mình là một trong những đặc sản và có
giá trị cũng như là nổi tiếng tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam các bạn. Và vườn tiêu của bác mình thì ở tại thôn bãi xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam các bạn nhé. Ở đây thì bác mình cũng hai tưới nước nên là tiêu tại khu vườn là phát triển rất là tốt luôn các bạn. Những chói bắt đầu từ dưới đất, dăm dưới đất này, và bắt đầu nó sẽ theo thân cây và bắt đầu lên tuốt ở trên ngọn cây luôn các bạn ạ. Khu vườn trồng tiêu này thì bác mình đã làm một năm rồi các bạn, nên là những trái tiêu lên rất là nhiều và phát triển rất là tốt. Mấy hôm nay thì trời cũng không nắng nhiều nên là bác mình cũng ít tưới. Mấy năm thì mấy lần thì trời nắng nên là bác hai tưới nhiều. Phía dưới thì bác có thể trồng thêm khoai lang tím như khi trước mình có qua cho các bạn xem nè. Cái cây này quốc nè, cây này về trước nè. Cái này ăn mì tôm được nè. Cây này là cây gì con này? Giống cây hoa cúc mà. Còn thơm thơm. Bên dưới này có cây ổn này nè, cây đinh lan. Đây là nè. Nếu các bạn thấy clip hay thì hãy cho bọn mình một like, một lượt đăng ký cũng như chia sẻ video ủng hộ cho bọn mình với các bạn nhé. Bên dưới là dây nước, nước này dùng để tưới tưới nước cho tiêu các bạn. Đây là những đột ngọn tiêu đang vươn lên nè các bạn. Một cây cao á. Lá nó rất xanh và xanh nâu mơn mởn luôn các bạn này. Giờ bọn mình đang đi tới phía trước, đi ngược lại. Giờ mình sẽ đi trước. Ở dưới, bên dưới góc thì bác mình đã vuông sới rất là sạch luôn các bạn này. Phía dưới này mỗi góc là có mỗi được vuông vào trong góc tiêu để cho nó phát triển. Đây là một cây tiêu chết nè. Cái lá này nó bị mục rồi. Tại Tiên Phước thì vườn tiêu rất là có ý nghĩa kinh tế rất là cao luôn các bạn. Đây là tiêu Tiên Phước thì là một thương hiệu của Quảng Nam rồi các bạn ạ. Nên là đất ở đây cũng phù hợp với lại trồng loại tiêu này. Đây là cái trái tiêu nó rất là to rồi, nhưng mà cái cây này nó đã bị mục rồi nên nha. Bác Tư mình đã trồng thêm một cây to bên này để cho nó bù lại nha các bạn. Cái này một rồi nè, cái này còn cái này là chắc. Cái này là chắc. Giờ mình sẽ đi ngược. Mình sẽ đi lên phía trên này các bạn. Bên phía trên này cũng có một cái bể nước nữa. Khi trước thì bác Tư nhà mình làm hai cái bể nước, một cái là tưới cho bên vườn cây ăn quả, còn bên này là bể nước tưới cho vườn tiêu. Đây là cây tiêu mới vừa lên nè các bạn. Nó lại bu vào trong thân cây này rất là chắc.
đây là cái bể nước để tưới tiêu rồi các bạn. Rất là dơ. Bên này cũng có những cái bẫy này có tái cũng tiếng đó to này rồi các bạn ơi. Này là cái dây bẫy này là bên cái bể nước khi trước mình quay clip trước thì cũng có một dây bẫy nhưng mà nó nằm ở bên cái bể nước bên kia đó các bạn. Đây bên đây cũng có một cái trái này các bạn này. Trái này thì nhỏ hơn và có rất nhiều bông bông bí vàng các bạn. Thôi đến đây bọn mình xin kết thúc video tại đây. Và đây là vườn tiêu của nhà bác mình. Thì các bạn nếu thấy clip hay thì hãy ủng hộ cho bọn mình bằng một like, một lượt đăng ký cũng như là được chia sẻ video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube Phan Nguyễn Vlog của mình. Và tiêu Tiên Phước thì là một loại tiêu rất là nổi tiếng và có giá trị kinh tế tại địa phương mình. Và nếu các bạn muốn tìm mua tiêu mà có chất lượng thì hãy đến với lại tiêu Tiên Phước các bạn nhé. Và mô hình của bác mình là tại thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Bác mình là Nguyễn Thành Đông, tại thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước các bạn nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.